Xin chào mọi người đang xem kênh Tiểu Bảo Ngọc TV nha. Hôm nay gia đình Tiểu Bảo Ngọc lại giới thiệu đến mọi người một món ăn rất là ngon, rất là quen thuộc luôn nè. Đó là món ốc bươu nhồi thịt. Để thực hiện món này như thế nào thì mời mọi người cùng theo chân Tiểu Bảo Ngọc vào bếp để xem cách làm món ốc bươu nhồi thịt nha. Xin mời cả nhà nào. Hôm nay gia đình Tiểu Bảo Ngọc sẽ chiêu đãi mọi người món ốc bươu nhồi thịt ha. Thì đây nguyên liệu của mình là ốc bươu nè. Mình chọn những con size đại như thế này để mình làm nó sẽ ngon hơn nhé. Chọn con ốc bươu size đại và đều con thì ra sẽ rất là ngon và đẹp mắt. Và ở đây mình có 3kg ốc bươu thì mình chuẩn bị 300g thịt size. Gia vị ở đây mình sẽ có đường, bột ngọt, bột nêm, hành tím băm, sả và hành lá. Ở đây mình chuẩn bị thêm cái phần lá sả như thế này để lát mình nhét vào cái phần vỏ ốc để mình nhồi thịt vào nha. Và mình chuẩn bị thêm cả chanh để lát nữa lúc mà mình hấp ốc lên á, mình lấy thịt ra mình bóp sơ lại với nước cốt chanh nữa cho nó sạch nhớt và sạch mùi tanh của ốc nha. Ốc thì mọi người mua về mình ngâm với nước gạo và ớt để cho nó nhả sạch bùn đất rồi mình mang đi hấp ha. Bây giờ mình ốc mình đã làm sạch rồi, giờ mình mang đi hấp nha. Và đây là phần ốc bươu mà mình đã hấp xong này ha. Thì bây giờ mình sẽ gỡ thịt phần ốc này ra để mình đi sơ chế nha. Con ốc rất là to luôn. Như vậy là bây giờ cái phần ốc mình đã gỡ thịt xong rồi nè. Thì mình sẽ đi bóp lại với lại nước cốt chanh ha, cho nó sạch hết cái nhớt và cái tanh ở trong cái con ốc á. Rồi mình rửa sạch xong mình mới đi bầm thịt ốc ra nha. Rồi giờ mình bắt chanh vào để mình bóp ốc cho nó sạch nha. Sau khi mà mình rửa với lại nước cốt chanh như thế này á thì cái thịt ốc của mình nó sẽ ra hết cái nhớt luôn. Bây giờ mình mang đi rửa thì thiệt là sạch, sau đó mình mang vào để mình bầm thịt ốc ra nha. Và đây là cái phần thịt ốc sau khi mà mình đã bóp chà chanh kỹ nè, mình rửa thiệt là sạch luôn ha. Giờ cái phần thịt ốc của mình nó ra rất là săn, rất là sạch luôn, không còn một chút xíu nhớt nào hết mà cũng không còn cái mùi tanh của ốc luôn. Thì bây giờ mình sẽ mang đi bầm cái phần thịt này ra để lát nữa mình trộn với lại thịt bằm và mình nhồi lại vào trong con ốc nha. Thank you.
đây là phần thịt ốc mà mình đã cắt ra đây này ha. Mình sẽ cắt những miếng mỏng như thế này thôi. Rồi mình trộn với lại thịt mầm và mình dồi vào lại con ốc đó, thì khi mình ăn á, nó giữ được nguyên cái độ giòn của ốc luôn nha. Mình không có quằn nhỏ ra ha. Khi mầm nhuyễn quá thì lúc này mình ăn á, nó sẽ mất luôn cái vị giòn, độ giòn của con ốc, nó sẽ mất ngon đi ha. Rồi sau khi mà cái phần thịt ốc mình đã sắc hạt lựu ra như thế này nè, thì giờ mình sẽ bỏ phần thịt mầm vào và mình nêm nếm gia vị nha. Mình sẽ nêm vào đây 3 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 hành tím, 1 nêm. Bột nêm mình nêm vào 1.5 muỗng ha, 1.5 muỗng canh á, sả mầm. Mình sẽ bỏ vào đây 1/2 muỗng canh tiêu. Mình sẽ trộn đều các nguyên liệu này lên. Mình sẽ bóp đều cái phần nguyên liệu này cho nó thấm gia vị tầm 5 đến 7 phút ha. Sau đó mình sẽ nhồi lại vào trong cái vỏ của con ốc. Lúc này thì cái phần gia vị và phần thịt ốc đó, nó đã hòa quyện vào với nhau rồi nè. Thì bây giờ mình đi nhồi nó vào trong cái vỏ của con ốc nha. Giờ mình sẽ dùng cái phần lá xả này nè. Mình nhét vào trong con ốc. Mình bóp cái phần lá xả này ha. Sau đó đẩy vào trong con ốc. Mình múc thịt mình ốc mình dồi lại trong cái phần ốc. Như vậy là mình đã dồi xong thịt ốc rồi nè, bây giờ mình sẽ mang đi hấp nha. Rồi bây giờ mình sẽ hấp thịt ốc này trong vòng 20 phút nha. Để nắp lại và hấp trong vòng 20 phút là thịt ốc của mình đã chín nha. Như vậy là mình đã hấp được 20 phút rồi nè. Bây giờ thì thịt ốc đã chín rồi. Mình sẽ dọn ra và mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Như vậy là video ốc bươu nhồi thịt của gia đình Tiểu Bảo Ngọc đến đây là kết thúc rồi.
Cả nhà thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một share và đăng ký kênh để ủng hộ gia đình mình nha. Đừng quên nhấn vào cái chuông để mỗi khi gia đình mình có món ngon lại giới thiệu đến mọi người nữa nhé. Xin cảm ơn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.